Vâng, và đến với câu hỏi số 5 trong phần cuối và cũng là câu hỏi cuối cùng ở trong cái phần mà hé lộ về cái mác forex, thì anh có thể bật mí về các yếu tố truyền thống của Việt Nam trong game Farmy được không? Tại vì thực ra đến bản thân em á, là em cũng tự nhận mình đọc rất là nhiều, nhưng mà kiểu mình cứ quen với những cái tên gọi như là văn hóa Trống Đồng, văn hóa Đông Sơn, nhưng mà đến thực lượng khi nghe văn hóa Bách Việt á, mình cũng biết nhưng mà cứ cảm thấy nó vẫn còn những nhiều cái là mơ hồ. Vậy thì không biết là anh có thể giúp cho em giải thích những cái yếu tố truyền thống của Việt Nam ở trong Farmy này không? Thì em nghĩ thực ra thì các bạn cộng đồng game thủ người Việt của mình rất là quan tâm, không biết là chúng ta sẽ lồng ghép những cái yếu tố gì ở trong này ạ. Could you please review something about the Vietnamese traditional symbol symbol in Farmy, especially the Bách Việt ethnic? Thực ra thì đúng, chúng ta là game Việt, mang nền tự hào game Việt thì chắc chắn ưu tiên đầu tiên là sẽ phải đưa yếu tố văn hóa Việt Nam vào rồi. Nhưng mà yếu tố văn hóa Việt Nam nào đưa vào để mà các bạn nhìn thấy, các bạn hiểu được ngay, cùng nó phải là cái văn hóa mà cùng thời đại của các bạn, thì các bạn sẽ hiểu được ngay và các bạn cảm thấy tự tương đồng trong đấy. Thì chúng tôi có một cái clip nhỏ nhỏ để bật mí với các bạn là ban đầu sẽ có cái văn hóa gì ở trong Farmy, ở trong rừng của Farmy nhé. Thì nhờ bộ phận ekip có thể chỉ chiếu cứu lực lấy cho các bạn xem được không ạ? Đang vẽ đấy là cái gì? Em bạn hay không? Jenny em còn đoán được đấy là cái gì không em? Dạ, em biết là nó là cái gì ta? Nó là cái tòa nhà, cái kinh thành, không phải kinh thành đó, không đúng rồi. Nó là cái gì ta? Dạ. Nó giống cái kinh thành nhưng mà ở phiên bản mini á. Một cái tòa kinh thành nhỏ nhỏ vậy á. Dạ, đúng rồi. Nó mang cái yếu tố văn hóa của kinh thành, nhưng thực ra nó không phải là kinh thành mà nó là biểu tượng của... nó là một trong các biểu tượng của thủ đô Hà Nội và nó cũng là một biểu tượng Việt Nam mà khi nhắc đến Việt Nam thì thường ai cũng biết đến, đó chính là tháp rùa. Vừa rồi chúng ta đang được thấy là đội ạt đang vẽ cái hình, đang mô phỏng lại tháp rùa ở trong, và cái tháp rùa này đã xuất hiện trong map rừng, và chúng ta sẽ, tháp rùa thì đương nhiên chúng ta sẽ đặt trang trọng ở giữa cái map rừng trên một cái hồ ấy để chúng ta tôn vinh cái văn hóa của Việt Nam. Đấy là gì ạ? Chúng ta có tháp rùa đấy, và hàng ngày khi các bạn vào đấy làm nhiệm vụ luôn luôn các bạn đi qua đấy. Thì các bạn luôn nhớ là mình là một con người của cộng đồng, là con người Việt Nam, máu đỏ da vàng, thì luôn luôn chúng ta để tưởng nhớ được câu chuyện về mặt lịch sử. Thì là gì ạ? Cái tháp rùa nó vẫn đứng vững qua rất nhiều năm, từ các cuộc chiến tranh, các cuộc binh biến đến thời điểm bây giờ, nó luôn là một cái biểu tượng rất là lớn trong lòng dân tộc Việt Nam. Thì cái này là cái mà Farmy sẽ giúp cho bạn luôn luôn nhớ đến được cái văn hóa của Việt Nam trong đấy. Nên cái tháp rùa ở trong Farmy sẽ, các bạn sẽ luôn luôn được thấy khi mà các bạn vào rừng làm nhiệm vụ. muốn đi đâu đấy thì các bạn phải đi qua tháp rùa, là các bạn phải ngắm nó một cái đã, để tự hào mình là dân tộc Việt Nam. Mà nó thì tháp rùa ấy mà chỉ là đại diện cho một cái thôi, còn trong đấy có rất nhiều cái văn hóa nữa. Và tháp rùa sẽ tham gia ở một câu chuyện về mặt nhiệm vụ, và các bạn cũng sẽ có những cái nhiệm vụ mà liên quan đến phần về tháp rùa đấy. Các bạn biết tháp rùa thì nó có yếu tố liên quan đến về mặt chính trị cũng như mặt huyền thoại. Đấy là tháp rùa thì trong đấy có rùa thần, đúng không ạ? Rùa thần có trao trả kiếm, có tặng kiếm cho Lê Lợi, cũng phải trao trả kiếm lại đấy. Thì nó giúp cho vua giành được cái chiến thắng vang dội và giành, gọi là thống nhất được đất nước, giải phóng được đất nước. Thì tháp rùa ở trong đây cũng như vậy, nó sẽ có một số cái nhiệm vụ nhất định giúp cho người gamer có thể hoàn thành được một số cái nhiệm vụ. Thì bật mí các bạn như thế thôi, còn sau này thì khi mà vào thực tế thì các bạn vào đó các bạn mới trải nghiệm được, chứ qua lời mình nói thì các bạn sẽ không cảm nhận được hết những cái cảm xúc, những cái yếu tố ở trong game như vậy đâu. Ok, thì hẹn các bạn khi mà có ra mắt rừng thì chúng ta sẽ cùng lên bờ hồ để cùng ngắm tháp rùa các bạn nhé.
Chắc là nghe anh Tuấn nói xong nhiều bạn đổ xô bút vé lên tháp con rùa của anh đó. Tại vì đôi khi nhờ anh đó mà nhiều bạn chưa đi ra Hà Nội cũng biết là tháp con rùa sẽ nhìn như vậy luôn á. Thực ra bây giờ nghe anh nói, thực ra em đi Hà Nội nhiều lần rồi nha, nhưng mà vừa nghe anh nói mình dạ đúng rồi, đó là tháp rùa đúng rồi đó. Mà sao bao lâu mình không nghĩ ra ta. Kiểu là một nhà thì không thiên á, mình ở mình đi miết mà bây giờ mình lại còn không biết nữa kia. When we're talking about the kind of Vietnamese traditional sispo in for me, I think the kind of question is more related with the Vietnamese community gamer, okay? But I also would like to translate a little bit for you guys to understand how many efforts that we put into our interior design for the game. So there are many elements installed in the game for me, and even from the beta test, player has also seen from the lotus pond and the peach tree and the apricot tree during this season, right? And in the official game version, when we're talking about Bắc Việt ethnic, so those kind of very little details, such as like the turtle tower, one of the sispo of our capital in Vietnam, that Hanoi. And furthermore, there is the village of the Asian of the ancient Vietnamese people, that the Bắc Việt, and also the worshiping of and furthermore, like we can see worshiping of the birds. Or that they are the kind of traditional birth from Vietnamese, and which we use as a symbol of Bắc Việt people. Yes.